chia ly em với tôi, xa cách đôi nơi bị phương trời. Tôi vui giữa đời buồn trôi, em về cùng người yêu mới sẽ không còn kỷ niệm chung lối. Người ở phương xa tôi ở đây, trong ngóng phương kia chờ phương này. Xa xôi cách chờ ai hay, ngõ hồn ngập đầy tê tái, thiên lý sầu danh mắt đỏ đầy. Em vui cùng ai giấc ngủ ân tình, dừng trắng soi bến quang dân. Riêng tôi tiếc thầm ngày qua thân ái, nay mất tình nhân rồi, đời nghe như cánh bèo trôi. Giờ còn riêng tôi kiếp gió xưa, gom nhớ thương yêu vào cơn buồn. Tâm tư biết họ cùng ai, xin người một lời âu yếm trong giấc mộng chiều hắt nỗi niềm. Bạch Lan ơi, hôm nay nhà em tất bật đi nhà, tiếng chúc mừng hôn lễ cao sang, tiếng pháo theo chân em bước theo chồng. Chắc em đâu có biết một người đang âm thầm nép mình trước ngõ. Anh muốn quay đi chạy trốn niềm đau, nhưng sao chân chẳng muốn rời, lòng mong mỏi được nhìn mặt em một lần cuối. Trời ơi, trời ơi, hãy trả lại cho tôi người yêu tâm tôi, để tôi nắm tay dìu dắt nàng trọn kiếp không xa. Nhưng không, em không thể sống với cuộc đời trong bóng tối. Thì thôi, anh cam tâm với một kiếp tật nguyền, để cho em được trọn vẹn niềm hạnh phúc. Bạch Lan ơi, anh xin chúc em trọn đời hạnh phúc. Anh chúc em trọn đời hạnh phúc. Lật bật mà thằng Cách Luân đã 18 tuổi đầu. Thế mà đứa con gái đầu lòng vô tội của ta, không biết bây giờ nó còn sống hay đã chết. Mà Thuy Sương, vợ ta cứ mãi giấu kín, không chịu nói ra sự thật, để ta lặn lội tìm con cho gia thê tao ngộ. Ông à, bộ ông cho thằng Cách Luân nó đi chơi đó hả ông? Thấy nó bận rộn việc học hành nên tôi mới cho nó đi, nhưng mà phải qua ý kiến của bà. Thì đó, để ông quyết định đó, chứ để rồi ông nói tôi hay cưng con làm sao. Chuyện gì thì tôi cũng báo qua với bà, chứ để như hồi trước là mình không báo qua với cha mẹ, nên tôi với bà mới khổ tâm cho đến ngày nay đó. Ông cũng còn nhớ sao, dù cha mẹ nghiêm cấm cỡ nào á, tôi cũng quyết theo ông cho trọn tình trọn nghĩa, nên tôi phải mang tiếng là con bất hiếu. Cái lệnh mẹ cha tự ý có chồng, mà người chồng đó không hộ đối môn đăng. Lạc hậu ngày xưa hay nghĩ đến chuyện sang hèn, lúc đó tôi nghèo nhưng mà tôi rất là tôn trọng, không đầu lý, không hạ thấp danh dự mình. Rồi đến khi bà sanh đứa con gái đầu lòng, vì nghèo nuôi không nổi nên bắt buộc phải đem cho. Tội nghiệp mới có mấy tháng mà phải mang thẹo, bị ba tôi mang cây củi trúng sau đầu. Tôi ôm con chạy mà nước mắt tuôn trào, bởi vậy phong kiến nó giết chết tình yêu. Tôi đã làm cho ông buồn 20 năm nay vì tâm tích của đứa con gái đầu lòng. Đúng ra thì bà không có lỗi gì đâu. Có lỗi chứ ông, khổ quá tôi mới bồng nó về ba má tôi, để ba má tôi thấy cháu ngoại thế nào cũng động lòng mà tha thứ. Nhưng tôi không ngờ ba má tôi xấu hổ với xóm làng liền đuổi tôi đi. Ba tôi còn lấy cái cây phan theo nữa,
rủi trúng sau đầu bé Bạch Lan. Sau khi băng bó vết thương cho con, tôi nghĩ rằng cha mẹ tôi không nhìn nhận, nên tôi phải bọc con mà bỏ nó bên hông nhà thờ Đắc Lộ. Bỏ con đi mà không cho ông biết, đó là lỗi của tôi rồi. Người gây tội lỗi cho con là tôi, một người chồng bát nhược, một người cha tàn nhẫn, không đùm bọc được vợ con mình. Ông ơi, chính tôi mới là người mẹ thiếu tình thương mẫu tử, không nghĩ đến tình cốt nhục thiêng liêng, gây cho ông đau khổ triền miên. Sự thật quan thiên tôi nỡ đành dứt bỏ trẻ sơ sinh, mà là giọt máu thương yêu suốt 20 năm dài thầm lặng. Lòng tôi luôn tổn thức đau lòng, không dám than thở cùng chồng. Tại tôi ương hèn không dám nói với mẹ cha mối tình đầu của chúng ta, kết tổ tình yêu bằng đứa con gái đầu lòng, phải đem bỏ nó bên vệ đường. Ôi đứa con chúng ta hoàn toàn vô tội, mà phúc vẫn hờn đã dối bỏ đi. Bà ơi, chúng ta là kẻ đồng lõa sát nhân, chưa có tội trạng nào nặng nề hơn là tội cha mẹ đi giết con thơ. Nếu trời ban phước cho con chúng ta còn sống, thì năm nay nó cũng được 20 tuổi rồi. Bà ơi, bà còn nhớ lúc đó bà bỏ nó ở góc nào không? Bà ráng nhớ đi, tôi sẽ tìm đến đó hỏi rõ tung tích, rồi nhờ họ tìm đầu mối để chuộc con mình về. Một phần lỗi cũng tại ông, và vì tôi quá sợ mang tay tiếng cho gia đình, nên lúc đó tôi mang con ra bỏ vỉa hè bên hông nhà thờ Đắc Lộ. Kể từ đó, coi như tôi đã dứt bỏ tình mẹ con. Giữa mùa đông về, sương rơi bao phủ, trong cảnh gió mùa đông bay về dần dù. Tôi rất đau lòng thân ly. Khi nghe con khóc tu qua, lòng mẹ cha nào không nét nghi lòng, và tiếng khóc đó dường như quán làm cha mẹ mà không tròn bốn phần nuôi con. Tôi đã sanh con ra mà lại nỡ đem con vứt bỏ bên đường, để cho con chết lạnh đêm trường. Tôi quá ăn năn thì chuyện làm cũng đáng buồn. Bà ơi, gẫm ra tôi cũng có trách nhiệm đối với con, nên 20 năm nay tôi đây ngậm ngùi ân. Nếu nó còn sống chắc cũng xóa chợ đầu làng. Không có bà con cũng không quyến thuộc họ hàng.
Ông ơi, lúc nhỏ con nó có cái thẹo ở sau cổ đó ông, mà tôi chỉ choàng cho nó cái áo choàng nỉ màu đỏ trên mình thôi. Tôi bồng nó để sát ở bên hông nhà thờ đó. Phải bà nói sớm, tôi có thể hỏi cha xứ ở đó thì có thể mai ra rồi. Một năm sau tôi trở lại, nhưng cha xứ ở đó nói có người ẵm nó đi lúc nó đang khóc. Nó khóc gần kiệt sức lẫn ông mà. Lại trời cho nó được một gia đình khá giả nuôi nó, cho nó được sung sướng tấm thân. Tôi hy vọng sau này thế nào mình cũng tìm được nó, bởi vết thẹo ở sau cổ lớn lắm ông mà. Thôi nín đi bà. Giờ này bà má khá giả như vậy mà con thì không biết ở nơi đâu, không được hưởng những ngày hạnh phúc như vậy nè. Ba, đừng khóc nữa. Trời ơi, Bãi à, Bãi, đỡ bà mà vô trong nghỉ đi, lẹ lên. Mỗi lần khóc là mỗi lần xỉu mà cứ khóc hoài. Trời ơi, con tôi bây giờ ở đâu? Cái gì mà bà tấn nam dẹp bắc, tả hữu đông tây gì bà cũng quét sạch hết trơn vậy bà? Ông ra đây mà ông coi đi nè. Coi cái gì? Bữa nay tôi nóng sốt quá, nó làm cử rét luôn, nên tôi mới nằm một chút. Chứ có cái gì đâu mà bà la lối om sòm ở ngoài này vậy? Tại vì ông nằm ở trọng á, nên ông đâu có thấy cái cảnh trái tai gai mắt ở ngoài này. Cái gì hãy hừng sáng là có tiếng của bà la hét, giống như là bà thổi kèn báo thức cho hàng xóm họ dậy hết vậy hả? Tôi hỏi ông nè, con Bạch Lan nó có quyền gì chứ hả? Ai cho phép nó ngồi không để con Hồng Lan nó làm hết mọi chuyện tha cho nó? Có phải ông cầm đầu xuống dục đài đọa xéo xác con gái tôi không? À, té ra nãy giờ bà la ào ào ở ngoài này là tại bà nóng ruột bà binh con đó phải không? Chứ gì nữa biết còn hỏi nữa hả? Ông biết rõ con Hồng Lan nó con ruột của tôi với ông mà. Còn cái con Bạch Lan nó là quân bá dơ, ông lượm nó ở gốc cây bụi cỏ hay là dĩa hè nào đó tôi không cần biết, đem về nuôi giùm làm phước, rồi bây giờ nó muốn làm bà chủ hả? Sai khiến con gái tôi sao được? Tôi cấm bà không được nói lớn tiếng với con Bạch Lan nữa. Vậy? Và bà cũng không có quyền làm khổ con Bạch Lan. Con nuôi hay con ruột gì tôi cũng coi ngang nhau. Con Hồng Lan cư xử như thế là phải đạo chị em đó. Thôi tôi không muốn lý sự với ông nữa. Bây giờ tôi muốn biết nè, tại sao ruột bỏ ra da ông lại đứa chơi? Bà im đi, bà nghe tôi nói đây. Từ ngày tôi đem con Bạch Lan về nuôi dưỡng, cứ sáng ngày tối đêm, bà đã nhiều lần làm cho nó phải ôm hận khóc thầm. Dòng lệ tuôn mãi trong đêm dài, những gì qua sợ bà nên phải cố dâu che. Hay thế mỗi lần tôi nói ra thì ông mở miệng binh, coi trọng thứ người hầu, không khinh rẻ vợ con. Tôi nói cho ông biết nha, cái nhà này chỉ đủ mặc đủ ăn thôi à, chứ tôi đâu có thừa tiền cái chưa. Đi lo lắng cho người ngoài à, nhất là cái thứ bá dơ. Nè, chớ thấy người hoang nan mà hành hạ thì sẽ có ngày. Gì có ngày hả? Có ngày như thế nào hả? Bà bị quả báo bà ơi. Vậy quả báo hả? Còn lâu tôi mới sợ là ông à. Con tôi thì tôi cưng, tôi chiều, tôi quý nó. Còn nó hả? Nó xin lỗi nha, một miếng tình đương nho nhỏ thì đừng có hồng. Không hề đâu. Bà ơi, đối với kiến thức hẹp hòi của bà thì con Hồng Lan là người đáng yêu, đáng chiều, đáng cưng, đáng quý. Nhưng
với Bạch Lan thề suốt đời nó phải sống trong bóng tối và giam thân làm trâu ngựa với kiếp tôi đòi. Suốt 20 năm nó phải cam chịu thiệt thòi, bà nên thương cho nó bao năm trường khổ hạnh. Nó không được bồng bế nuông chiều như những đứa trẻ có mẹ có cha, đến nay lớn khôn mà hạnh phúc không được như người ta. Thêm nỗi bất hạnh bị mù lòa đôi mắt, làm việc tối ngày mà cũng bị bà luôn xéo sắc, bởi bà đã liệt nó vào hàng tôi tớ nô tì. Thôi chớ làm sao, ai ở đời quả lại đi nuôi tu hú bao giờ chứ. Ông đừng có đem thà thuyết vô thường ra mà nói với tôi không có nghe đâu, mệt quá. Bà nhớ lại coi, ai đời cơm trắng cá tươi bà để dành cho loài lục súc, rồi bà buộc nó nuốt cơm hầm cá thiêu mà bà chẳng chút đau lòng. Bà coi súc vật còn nặng hơn mạng sống của con người. Ơi nhìn bà sao tôi liên tưởng bà như ác quỷ, hay sa tăng hiện lên trần để hãm hại người ta. Mà thiệt nhìn lâu tôi mới để ý bà giống hệt quỷ ma, nếu không thì cũng giống Ngọc Diễn Diêm bà tái thế. Nếu nhìn lâu thêm nữa thì hình tượng của bà hết kể, tôi tưởng tượng bà như ma sói ăn thịt người. Hey, nói hết chưa? Còn, nhưng tại thấy mặt bà đổi màu nên tôi ngưng đó. Ông đừng có gieo tiếng ác cho tôi à nghe. Tôi nói cho ông biết, nếu mà tôi bỏ nó thì làm sao nó sống tới ngày nay chứ. Nhờ ai mà nó khỏi ăn lông ở lỗ hả? Bà lầm, đối với Bạch Lan bà không có quyền kể ơn. Sao? Sao tôi không có quyền kể ơn chứ? Tôi là người nuôi nó mà. Không, bà nhớ là trước kia chúng ta no buổi sáng, đói buổi chiều. Nếu tôi không lượm được nó bên hè nhà thờ đắc lộ thì làm gì có được sự nghiệp ngày nay. Mặc dù nó đuôi mù, nhưng nó nhờ có giọng ca nên mình mới có cái quán này nè, bà hiểu chưa? Thôi, có nhiêu mà nhắc hoài, sao mệt quá đi. Tại ông đạo đức quá à, nên nó leo lên đầu lên cổ tôi ngồi đây nè. Nè, bà đừng đặt điều nha. Thân nó tật nguyền, nó chỉ muốn yên thân chứ không hề có ý như bà nói vậy đâu. Thôi, được rồi. Bữa nay tôi sẵn sàng đưa cái lỗ tai của tôi này cho ông chửi thoải mái đó. Chửi tiếp đi, nè lỗ tai nè, nó còn ngứa lắm á, chửi đi, nè. Bà ơi, sao bà không nhớ hoàn cảnh nhà ta khi xưa cũng cơ hàn đói khổ. Ông ơi, ngày xưa với ngày nay nó cách biệt một trời một vực. Thấy đụng tới là ông quay về kỷ niệm lúc tuổi còn thơ là chi vậy? Chỉ vãng rồi, người ơi, Di Văn đã xa nó biết chưa? Có xưa thì mới có nay, mình từng sống cảnh khó khăn thì phải biết thương người hoạn nạn chứ bà. Bà nỡ lòng nào mở lời đai nghiến, trong khi suốt bao năm qua nó phục dịch cho bà. Hay, nhưng tôi đã nói với ông á, quả nó đâu có nuôi tu hú bao giờ ông ha, nó lẳng nhách à. Ông đừng có đem tào thuyết ra mà nói với tôi nữa, tôi không có nghe đâu, mệt quá. Nè, bà đừng nói là quả không khi nào nuôi con tu hú, bà phải biết ơn của con Bạch Lan mới đúng đó. Gì? Ơn hả? Ơn gì? Ơn gì? Mặc dầu nó đuôi, nhưng mà nó có cái giọng ca hay, nên khách khứa người ta thích nó. Đó bà thấy đó, mỗi ngày ở dưới thị chánh đều lên tới quán mình đông để mà nghe nó ca. Vậy đó mà bà chưa thấy hay sao? Tôi mệt quá đi, tôi không nói chuyện với ông nữa, kể hoài. Sao không kể bà? Ơn nghĩa thì phải nhớ chứ. Ông Thêm ơi, ông Thêm, ông Thêm, quán mở cửa chưa ông Thêm? Dạ, mời quý khách cứ vô. Dạ, xin chào hai cậu, mời hai cậu ngồi. Nè,
Tôi nói cho ông biết đây là đại ca của tôi nha. Ông tiếp đãi cho đàng hoàng nha. Cà chớn là tôi đốt quán ông đó. Dạ. Nghe đồn ông có một cô gái xinh đẹp lắm phải không? Phải dạ ông? Có cô gái nhưng thường thôi. Dạ mời hai cậu thắm giọng. Thắm giọng hả? Uống thì phải uống cho nó tới cho nó đã. Chứ thắm giọng là uống chi vậy? Trời ơi. Ông Bảy Thêm ơi, giờ này mở cửa quán chưa? Dạ mời vào. Ủa sao hai cậu biết tên tôi vậy? Dễ quá mà, đường ở trong miệng tên trong đầu, hỏi thăm người ta là biết liền chứ gì. Ủa hai cậu ở đâu mà hỏi thăm? Ở Sài Gòn chứ đâu. Vậy à, hai cậu mới lên đây sao? Ngồi, ngồi đi hai cậu. Bà ơi, khách mới bà ơi. Hai cậu dùng laser hay rượu mạnh? Trời, Đà Lạt uống laser cái gì? Rượu mạnh cho đám bụng chứ. Nói thiệt với ông nha, người ta đồn cái quán Song Lan này có mấy cô ca hay lắm, mà cậu hai tôi lại khoái nghe ca nữa, cho nên mới hỏi thăm tìm đến đây đó. Có không? Ê, ông Thêm, ông Thêm, ông Thêm. Dạ. Thằng này là thằng nào mà vô quán la lối ôm sòm vậy ông Thêm? Dạ cũng là khách quen không hà. Khách ở dưới Sài Gòn mới lên. Lên đây là không lên gì, ở đây nó cũng phải biết tụi tôi chứ. Nó là ai vậy ông Thêm? Dạ cậu cũng thông cảm, chắc mới quá cho nên chưa biết. Phần cũng là người xa lạ nên chưa có biết cậu. À, cô à, à cô có thể ngồi xuống đây rồi kể chuyện cho tôi nghe về sinh hoạt ở nơi này. Vì lần đầu tiên á tôi mới đến Đà Lạt nên tôi chưa biết sinh hoạt ở đây. Xin lỗi cô nghe, nó không phải nịnh chứ cô đẹp quá. Dễ thương quá, cô đẹp hơn tôi nhiều. Chủ quán. Gì vậy? Làm phải thậu với à? Bảo cô Hồng Lan qua đây. Yêu cầu trả sự im lặng nha. Yêu cầu cô gái bù đứng ở trong đó đó ra ca một bản nhạc coi. Ê, mày biết đây là đâu không mày? Chết cha, có chuyện à? Ở đây là cái quán ca nhạc chứ ở đâu? Nhưng mà mày có biết tao là ai không? Biết chi vậy? Biết đặng bao mày uống rượu hả? Không dám đâu. Nín. Gì? Mày nói được là biểu tao nín. Mày muốn làm cha hả? Sao? Quán này tao muốn ăn giờ nào tao ăn. Tao muốn uống rượu giờ nào là tao uống. Biết chưa? Biết. Nhưng mà cái quan trọng á là có trả tiền hay không thôi. Đã, không tiền. Còn trả tiền là tùy nơi tụi tao. Ê trời đất ơi. Nghe chưa mày? Ha. Vậy là nhậu chịu rồi. Còn mày, mày từ đâu tới mà không biết tao? Ê tao nói rồi mày không nghe hả? Biết mày tao bắt công tốn tiền lắm. Biết chi? Trời ơi. Khốn nạn. Khoan. Dừng lại. Làm gì mà mấy anh muốn làm hùng làm hổ dữ vậy? Cái gì mày muốn binh vực cho thằng này phải không mày? Nè, tôi thấy á, anh em tôi đâu có mít lòng gì đến các anh đâu. Vào đây uống rượu rất là lịch sự, chứ không phải là loại vô pháp luật mà buôn lời không hết hiên ngang. Tuy rằng chủ quán á, người ta không có dám than gian, nhưng trong lòng họ rất xôn xao, quậy phá quán hàng, đập phá tan quan. Nè, anh chỉ có chỗ nào mà mở miệng khoe khoang sùm vậy hả? Cho mày biết dù có ở đâu, nhưng đến đây rồi phải biết mặt tao. Đừng nói gì hai thằng tụi bay, tao bóp nát đầu cho biết tên hùng méo này ngay. Tôi xin mời hai anh ra bãi cỏ xanh, chứ ở trong này tội nghiệp cho người ta. Dạ dạ, dạ xin mấy cậu bớt nóng, bỏ dùng cái ghế xuống. Tội nghiệp mà mấy cậu, tôi kiếm cơm mà mấy cậu. Dạ xin mấy cậu ngồi lại ghế đi, để tôi kêu con nhỏ nó ra đây, nó ca cho mấy cậu nghe. Bạch Lan à, Bạch Lan, ra đây mau đi con. Mẹ nó, Bạch Lan hoài. Sao bữa nay ông nói là ông tăng cường mấy con nhỏ Sài Gòn lên mà, sao cứ đưa cái con nhỏ mù này ra hoài vậy? Dạ có chứ, dạ tại lên chưa tới. Muốn buôn bán đàng hoàng phải giữ uy tín nhé. Bằng không ông đừng có trách tụi tôi nghe chưa. Ông Bảy ơi, tôi mà biết ông tăng cường mấy cô ở Sài Gòn á, tôi giới thiệu giùm ông. Dạ tôi đâu có biết. Dạ tăng cường ở đâu vậy cậu? Ở bệnh viện Chợ Quán á. Trời ơi mấy cô này siêng ca lắm nha. Ca hoài à, 1-2 giờ khuya cũng ca nữa. Rồi ca rồi khóc, khóc rồi ca. Ông tăng cường về đó chừng vài cô đó, ông hết ngủ luôn á. Không chừng giờ này mấy cổ đang ca nữa đó. Ca hoài à. Chủ quán. Dạ. Hoài á. Tôi nói ông có nghe không? Dạ cậu nói tôi nghe chứ. Bảo cái cô gì hồi nãy đó, cái cô sáng mắt á, đừng có đưa con nhỏ mù ra nữa nghe không.
ra đây ngồi với tôi. Bằng không hả? Bẫy mặt nghe chưa? Chắc ăn. Ăn hiếp ông già là chắc ăn nhất. Mày cười cái gì mày? Trời, có du viêm, có bị ông cho ta cười. Tôi cười để họ xưng danh dữ tợn lắm mà đi ăn hiếp ông già. Ông chủ quán ơi, quán ông mà có người quậy quầy chắc sập tiệm quá. Cười nữa nè. Cô Bạch Lan à, cô cứ hát đi, chúng tôi nghe đây. Cô hát hay á, chúng tôi thưởng cho. Cô đừng có sợ. Dạ, xin phép quý khách. Tôi xin đa tạ dòng máu thắm đỏ ruộng cây, dòng máu đó chảy miệt mài trên đồng sâu hay trên ruộng lúa. Xanh thắm thắm mắt em thơ, xin đã tạ mẹ quê trắng loa mù loa, mẹ quê nước nở lệ loa, nắng Hà vàng rơi phủ bờ vai, lời ai ru gió hiu hiu buồn. Hay, cảm động quá, hay quá, quang hô, quang hô, quang hô. Vô, bà nãm ơi, vô đi bà dở quá. Dở quá mà cắm hoài. Vô đi. Ơi, ông bán quán mà ông nuôi chó gì vậy ông Bảy? Người ta mới vừa hát giấc nó sủa ông. Dạ, quán tôi đâu có nuôi chó hồi nào. Không có nuôi chó sao được, không có nuôi chó sao nó sủa đó, quá đó. Nói thiệt chứ cô nghe Bạch Lan, cô hát hay lắm đó, hát hay hơn ca sĩ Sài Gòn nữa đó. Quán. Dạ. Biểu. Dạ. Tối nay tôi muốn mời cô Hồng Lan đi với tôi một đêm có được không? Dạ trời ơi, tội nghiệp con tôi nó còn nhỏ quá, cậu làm ơn thương giùm cho. Dạ hơn nữa nó còn con gái mà cậu. Còn con gái tôi mới mời, chứ mời bà già thì mời làm gì. Dạ nhưng cậu thông cảm cho, quán tôi buôn bán đàng hoàng, đâu có vụ đó đâu. Xin cậu thương mà cậu. Thôi, đừng có nói dài dòng. Hùng Méo này không thích nói hai lời. Hồng Lan, đi với Hùng Méo này một đêm thôi. Đi. Đi lại. Đi lại. Ê, tính đến cướp cạn hả? Tính bắt buộc cô gái người ta đi làm chuyện tầm bậy tầm bạ phải không? Phải đứng lại lập tức. Nè, thằng nào ba đầu sáu tay 12 con mắt muốn dẫn cô này đi, phải bước qua cái tấm ngực lép xẹp và loại ba sườn của thằng này. Ngon ha. Mày chưa đi mưa chưa biết lạnh hả mày? Dân chương nữa. Mày biết cái này là cái gì không? Chết cha, tụi nó có đồ chơi kìa cậu. Nè, tao cũng vậy luôn. Trời, cái thằng này nó có đồ chơi nữa cậu ơi. Chết rồi cậu, làm sao đây, sao đây hả? Nè, để tránh sự liên lụy tới quán, nếu các anh là anh chị ở vùng này, hãy ra ngoài sân cỏ trống kia kìa mà thanh toán với nhau, được không? Ai ai ai, lỡ có chết đừng có đi thưa nha. Ý mà chết rồi đâu đi thưa được. Trời ơi, lại nhắc. Sao đại ca? Được, đến thì đón, thích thì chiều. Nè, báo cho hai thằng mày biết nè, không có tè tụi mày đâu. Bước ra, hai thằng tao chấp một mình mày đó. Ra mày, ra đây mau. Rồi, bị vết dao bằng thịt rồi. Chơi luôn cậu, chơi luôn cậu. Thôi đâu, chạy quan hô của hai. Ờ, quan hô, vụ này cũng anh rủ tôi lên đây cho có chuyện về với kiếm cách trả lời về cái tội anh xúi giục tôi gây sự đó, nghe chưa? Ê trời ơi là trời, sao hồi nãy cậu không nhắc? Nói thiệt nha, hồi nãy tôi đánh với cái thằng kia đó, tôi nương tay đó nha. Nếu không ra là tôi ngoái lúng nó, rút ruột nó ra cá nồi đem về chiên giòn cho cậu ăn rồi. Giỏi quá ha. Để về Sài Gòn gặp ba tôi đừng có chối nghe. Nghĩ tức cười cho tụi nó quá. Ăn cướp mà giống bún thiêu vậy đó, mới đụng tới là chạy tán loạn, khoái ghê. Khoái. Đây nè, tôi cho anh biết, khi về tới nhà ba tôi ổng hỏi cả hai chối dày, từ này đến sau đừng có theo tôi gây sự nữa thôi, nghe chưa? Cậu chớ nên lo sợ, một mình tôi đương tự, cho chúng nó biết hoài để tử cậu hai. Cùng tại anh hết rủ đi làm gì, xảy ra rắc rối cũng tại anh sông tàn, thua mồm cáo rau, vỗ ngực tự cao, đâu biết ra sao.
về nhà chịu trận đừng có ôm hận. Ít lắm á, 10 bạc tay cái tội suối tôi đó. Cậu đừng có lo, tôi chịu hết cho. Mà này cậu hai ơi, tôi sợ thế nào tụi nó cũng trở lại đây bắt cóc cô Hồng Lan quá cậu. Cậu tính sao? Ha, như vậy mình phải làm sao bây giờ? Thế nào cũng bị đầy à, mà lỡ rồi mình trở lại quán xem sao cậu. Trước á là cậu gây tình cảm, sau là trừ hại với dân lạnh, có sao đâu, thấy không? Đó, đúng không? Thôi thôi, trừ tụi nó sẽ mất công đến mình lắm. Sao vậy cậu? Đâu đâu cũng có luật pháp mà, mình dằn mặt tụi nó vậy thôi, nếu lỡ ra mình kẹt lắm. Ha, cũng hên cho tôi à. Hồi nãy là tôi mà không bị nhứt răng là nó chết với tôi rồi. Phần bữa nay tôi ăn chay nữa, nếu không á là tôi moi ruột nó ra cả nùi rồi. Ủa sao cậu nhìn tôi cười, cậu cười? Cậu có tưởng tôi xạo hả? Không dám xạo đâu. Hồi nãy á, cậu đánh tụi nó chạy, tôi còn không thèm rượt tới tụi nó nữa. Tôi tha tụi nó đấy cậu. Mà cậu ơi, nói thiệt cậu nha, lúc nãy cô Hồng Lan bước ra đó, cái tôi thấy cậu với cô ta bên pha bên cót pha với nhau đó, và hai mắt chấp lìa vậy, trong lòng cậu thấy sao? Trái tim của cậu đó có nhảy lâm ba đa không? Có không? Vậy sao cậu làm thế vậy? Cậu ơi, ủa trời, cái mới đây đâu rồi? Tự nhiên đang nói chuyện bỏ người ta đi, chạy ra cậu. Trời, có chừng tôi đến trở lại, có chừng tôi đến trở lại. Trời, cứ chạy lẹ mới được. Bạch Lan con. Dạ. Má con về chưa? Dạ, má con đi chợ cũng sắp về rồi ba. Còn em con? Dạ, em con đi hút thuốc cho ba rồi. Ba khát nước quá. Dạ dạ, để con đi rót nước cho ba nghe ba. Tội nghiệp cho con tôi quá. Ê chết, bể cái bình rồi. Ba, có sao không con? Thôi, lại đây chơi ba. Ba không khát nước nữa đâu. Con hãy lại đây. Ba ơi, Tại con không thấy đường. Tội nghiệp, 20 năm trường con sống trong đen tối. Con ơi, sức ba quá yếu mòn, nên ba muốn trăng trôi lại với con. Không, không ba ơi, ba đừng có nói như vậy, con sợ lắm mà ba ơi. Con xin ba chớ quá bi quan, khiến cho đau đớn sung sang. Ba già yêu hơi tàn. Bạch Lan con ơi, trước phút tàn hơi, ba muốn nói thật cho con biết. Con không phải là trưởng nữ của ba, mà chính là đứa con thơ rơi rớt ở bên đường. Hai mươi năm qua con sống trong cảnh thống hận đoạn trường. Ba hình dung lại mà lòng ba đau xót. Ba luồn mình qua tuyết lạnh của mùa đông, bên cạnh thanh đường đầy dây tuyết giăng. Ba nghe tiếng khóc tu qua khiến ba phải dừng chân lại. Bầm con vào lòng mà ba vô cùng thương hại, nên lòng từ tâm nuôi trẻ dài đến bây giờ. Vậy té ra con là dưỡng nữ của ba hả ba? Phải, con là con nuôi của ba. Nếu thật vậy thì ba má ruột của con ở đâu? Vậy vì sao mà con bị bỏ rơi như vậy hả ba? Con ơi, ba không ngờ lại có người xấu phước vô phần, đã mang tàn tật trong trứng nước, lại rước lấy cho mình bao sự dài dò hận tội miệt khinh.
Suốt 20 năm qua ba mong con ngày hộp phố quần trống, nhưng ba má của con như chim trời xa lạ. Vậy sau khi ba của nhắm mắt cõi đời từ giả, con hãy gắng gượng nương theo bóng của em con. Con đừng vì lòng ích kỷ khe khắc của má con mà phải lê chân theo con đường hành khất. Người ta giàu người ta sống bằng vàng son vật chất, còn con thì tấm thân tàn tật ba rất đau lòng. Ba đừng bỏ con bơ vơ cô độc nghe ba. Với tấm thân mù lòa này con biết nương tựa vào đâu bây giờ. Lại trời cho ba con sớm lành mạnh, cho má con khỏi bi thương, em con khỏi âu sầu, và con cũng khỏi tức tưởi buồn sầu vì mới bao nhiêu tuổi đầu con phải mất một người cha. Chị Bạch Lan ơi, chị Bạch Lan à, chị Bạch Lan, ba có bớt không chị? Hồng Lan, ba đang trong em đó, ba mệt lắm rồi Hồng Lan ơi. Hồng Lan. Dạ. Con về đó hả con? Dạ, con đây ba. Con mới hút thuốc về cho ba nè ba. Ờ. Còn má của con đâu? Dạ, má con cũng sắp về rồi ba à. À ba, để con sắc thuốc cho ba uống nghe ba. Chứ ba uống thuốc tây nóng lắm, nên con hút thuốc bắc uống xem coi có hy vọng gì không. Ba, ba đừng không làm con lo ba ơi. Ba mệt lắm rồi. Hả? Hồng Lan. Dạ. Ba có chết rồi, con hãy thương chị con. Ba. Tuy rằng con không phải là em ruột của Bạch Lan. Sao ba lại nói như vậy? Ba ơi, ba... Ba có mê sản không vậy hả ba? Không, ba không có mê sản đâu con. Ba không mê sản. Sao ba lại nói như vậy? Sao ba lại nói... Hồng Lan. Ba... Con ơi, về trước kia trong một đêm gia lành, ba từ từ bước đi, bỗng nghe bên nhà thờ đất lộ có tiếng trẻ sơ sinh. Ba lượm đứa trẻ thơ bồng đem về nhà, ba dưỡng nuôi thương mến đến giờ này. Ba ơi, dù chị em con không thâm tình ruột thịt, nhưng con thương chị mình như chị ruột của con. Nhờ chị con quanh năm cực nhọc, gia đình mình mới có được như ngày nay. Ba thuốc chi lời nói nghĩa ơn, nếu không có ba thương tình nuôi nấng, con đâu yên lành cho đến lớn khôn. Ba phải nhắc cho em con tường tận, để nó thương con như là chị ruột. Lời của con khiến ba rất yên lòng, kể như ba hết vương bận ưu phiền. Ba. Bạch Lan con. Dạ. Bây giờ ba sẽ trao lại cho con một vật kỷ niệm mà con chưa hề biết. Ba, vật gì vậy ba? Hồng Lan. Dạ. Con vào ngăn tủ chót của ba, con lấy cái gói giấy dầu, trong đó có cái tròn đỏ nhỏ và sợi dây chuyền bạc có mặt đá. Con đem ra đây cho ba. Dạ dạ, để con đi lấy đây. Để con Hồng Lan nó lấy đem ra đây, ba sẽ trao lại cho con. Biết đâu ngày sau con sẽ được trùng phùng. Dạ đây, gói giấy dầu đây ba. Bạch Lan, lại đây cho ba dặn.
con hãy gìn giữ chiếc áo này và sợi dây chuyền có mặt đá cùng bức thư có lời dặn. Nếu ai có lượm đứa bé này, hãy đặt tên cho nó là Bạch Lan. Con giữ những vật này, quả mai ba má ruột của con có thể nhìn lại con. Ba, ba ơi. Hồng Lan con. Dạ. Con hãy nhớ, nhớ lời của ba căn dặn. Hãy yêu thương chị con nghe con. Dạ, con nhớ lời ba dạy. Như vậy là ba mãn nguyện lắm rồi. Ba, ba đã làm tròn lời ký thác của má ruột con trong thơ. Hồng Lan, con nhớ lời ba dặn là hết lòng thương chị con. Bạch Lan, dạ, con hãy sống với con. Ba, ba ơi. Ba ơi. Hả? Trời ơi. Bà. Ông. Bà đó. Ông, tôi nè. Bà ơi, bà hãy ở lại đây, bà nghe lời tôi dặn. Ông, hãy dạy dỗ hai con, hãy yêu thương đùm lo. Chính biết. Ông, ba, ông, ba. Tụi bay đâu? Dạ. Đốt cái quán này cho tao. Để em xem có thằng nào dám nhào vô can thiệp hay không cho biết. Đốt cho tao. Dạ. Nhanh lên. Dạ. Đó, cháy lên cho tao. Cháy lên, cháy lên. Trời ơi, con ơi, cháy rồi. Bán người ta. Bán người ta, nó đốt quán tôi, bán người ta. Con ơi, chạy vô đó má ơi. Ông ơi, ta đã nhào vô cứu chồng và bà ta đã chết trong ngọn lửa đó rồi. Trời ơi, má tôi, má ơi, má, Quân Tàng An làm tôi cáo mày trước pháp luật. Cái gì? Pháp luật hả? Pháp luật có biết ai là kẻ đốt nhà đâu mà em đi tố chứ? Nè, cưng ơi, ông bà đã chết rồi, hãy đi theo anh nha. Đi cưng không, bớ người ta ăn cướp chiếc má tôi, bớ người ta. Giang ra, đuôi, muốn chết hả? Tao quăng vô đống lửa luôn bây giờ. Cứu tao ra, cứu tao ra, chị ơi. Hồng Lan ơi, em Hồng Lan ơi, em có tôi đâu, trả em lại cho tôi. Hồng Lan ơi, Hồng Lan. Chị ơi, chạy, chạy, chị ơi, chạy. Hồng Lan. Chạy hả? Đứng lại, tụi đứng lại mau. Rước theo tụi bay. Dạ. Cái trời đất của quý thần ơi, cái quán Sông Lan sao mà khóa lên nghi ngút vậy trời? Thôi rồi cậu ơi, cái quán bị cháy rụi rồi hết trơn hết trọi rồi cậu ơi, làm sao đây cậu? Đúng rồi, tôi thằng Hùng Méo chứ không ai hết, mình phải báo vụ này cho chính quyền biết mới được. Trời ơi, có cái mùi khét khét. Thôi rồi, ông bà chủ quán bị cháy thành ông táo bà táo hết trơn hết trọi rồi. Bác người ta cứu tôi. À, chị Bạch Lan đâu rồi? Trời ơi, chị tôi mới đi mà. Chị ơi, chị chạy đâu rồi chị ơi? Bác người ta cứu. Chị ơi chị. Anh Quán à? Gì? Tiếng của ai la kìa? Để tôi phải... đi kiếm. Để tôi đi kiếm. Chị Bạch Lan ơi, chị Bạch Lan, chị đâu rồi? Chị Bạch Lan. Chị Bạch Lan. Ai hình dung là? Hả? Hồng Lan. Hồng Lan à. Trời ơi, tại sao lại như thế này? Tỉnh lại đi Hồng Lan em. Tỉnh lại đi em. Bố tôi ra. Bố tôi ra.
Chị Bạch Lan ơi, chị Bạch Lan ơi, Hồng Lan, Hồng Lan à, em bình tĩnh lại đi, em bình tĩnh lại đi mà. Em à, định tĩnh tâm thần đi em. Anh là người đến đây để cứu em đây. Em hãy mau ngước nhìn anh trở lên, không ngờ giờ tình cờ tiếng la từ xa. Anh mau đến đây gặp liền, giờ còn gì phải lo phiền đâu. Phải, anh là cách luôn đây. Chỉ mình biết đi về đâu, xin anh giúp em vuông tròn tìm người chỉ khổ đau giùm em. Đừng khóc nữa em, rồi đây anh sẽ giúp cho em. Em hãy yên lòng vững tâm. Muốn giúp em thoát khỏi lũ người bạo ác đã âm mưu hãm hại gia đình. Anh đã đến đây vì lòng anh có lưu luyến chút ân tình. Anh định thưa với ba má em cho đôi mình kết hợp, không ngờ tay biến bất ngờ anh liền định ra tay. Nay vì sự thể gặp chuyện không may, thôi thì em hãy về thưa với ba với má, gạt buồn đau để cùng anh vui vẻ. Còn riêng chị em anh sẽ quyết đi tìm. Bọn giả mang thì thế nào cũng đền tội, tội cướp của giết người pháp luật sẽ trừng trị thẳng tay. Bây giờ em hãy theo anh, chắc ba má anh sẽ bằng lòng bảo bọc cho em. Anh Cát Luân, em cảm ơn anh đã hết lòng giúp đỡ cho em. Thôi em à, đừng nói chuyện ân nghĩa nữa. Chúng ta hãy về Sài Gòn, rồi anh sẽ nhờ nhiều người đi tìm chị của em. Dạ, em cảm ơn anh, cảm ơn anh nhiều lắm. Thôi, chúng mình đi em. Thiệt là tức dễ sợ. Tôi nghe tiếng la rõ ràng, cậu đứng đó cậu cũng nghe vậy, mà xuống tới dưới là như mặt luôn vậy trơn rồi. Tôi đi kiếm lòng vòng rồi. Ủa? Ông nội này ông đi đâu rồi trời? Sao nào ông này ông lặng hoài vậy? Trời, ông cặp tay với cô nào đi rồi, cô mà đã không? Trời ơi, Cao, chào tôi với Cao. Cao, sao con lại khổ như vậy? Nhà bị cháy, em tôi không biết thật là nơi nào. Trời ơi, trời đã phạt cho con đôi mắt mù lòa, con hành hạ thân con phải như vậy hay sao? Thừa với kiếp người nặng dài, thôi
tật nguyền còn thêm cuốn vui, biết bao giờ trả nợ ở trần gian. Sống với kiếp thường không mẹ không cha, còn bị mù lòa đôi mắt. Cha mẹ nuôi cũng không còn, có một đứa em cũng bị thất lạc nơi nào không biết. Tôi còn sống để làm gì nữa? Thôi, vĩnh biệt, vĩnh biệt trần gian. Trời đất ơi, cô này không đụng vô mình tôi vậy? Bài mẹ mới tâm với số tôi rồi. Ủa, ông đó hả? Vậy mà tôi tưởng đâu tấm vách tường. Trời đất ơi, người ta như vậy mà tưởng vách tường. Để tôi gom vé số lại rồi cô biết tôi. Ông ơi ông, xin ông hãy thông cảm cho. Tại vì tôi thấy cái bóng đèn á, tôi tưởng đâu tấm vách đá, cho nên tôi định đập đầu vô vách đá đó là tự giận. Không ngờ tôi lỡ đụng ông, xin ông hãy thông cảm cho nghe ông. Trời đất ơi, thân tôi như vậy mà cô tưởng là vách tường. Tôi mà không kèm cái nạn chặt á là tiêu luôn cái giò nữa rồi. Bộ cô không thấy đường sao? Dạ, tôi đâu có thấy được ông. Sao vậy? Ông nhìn mắt tôi là ông biết liền hả? Ủa, nói vậy cô đuôi sao? Dạ, tôi bị mù. Sướng không? Đuôi không chịu, chịu bị mù. Rồi có buồn cái gì mà cô định tự tử vậy? Ông ơi, bọn cướp nó vô quán ăn mà không trả tiền, còn đốt quán, rồi giết ba má tôi, nó còn bắt cóc em tôi luôn nữa. Cho nên tôi phải lâm vào cảnh lang thang, không biết nương tựa vào đâu, nên định quyên sinh để tránh đời khổ đau, số phận phải gian lao. Thấy hoàn cảnh cô tôi vô cùng tội nghiệp, nhưng tôi đối với cô chẳng có hơn gì. Lưng bị có tật chẳng thì bị què, tôi sống bằng nghề bán vé số nuôi thân, và sống trong một mái chòi đơn sơ. Nếu cô không chê thì cô cứ việc về, tôi sẽ lo cho cô mọi bề. Trời ơi, nếu ông thấy tôi mà ông thương hại, tôi xin trăm lại ơn ông. Tôi lại ông, tôi cảm ơn ông, tôi lại ông. Thôi thôi, cô đừng có lại. Cô lại tôi tổn đức lắm. Coi tật nguyền xấu xí vậy chứ tôi còn nhỏ tuổi lắm. Cô lại tôi ném về cô trù tôi chết sớm à. Ông bao nhiêu tuổi rồi vậy ông? Còn 3 tháng 10 ngày nữa là đúng 24 tuổi đó. Trời ơi, vậy ông còn nhỏ quá vậy. Nhỏ vậy tại sao cô kêu tôi bằng ông? Dạ, tại tôi đâu có thấy được mặt mày ông đâu mà tôi đoán tuổi. Nữa, ông nữa. Dạ ông, dạ thôi, anh cứ đi bán đi. Vậy phải được không? Nè, hồi sáng tới giờ có ăn uống gì chưa? Hồi nãy cháy nhà, em tôi dẫn tôi chạy rồi bị lạc với nhau tới giờ, có ăn uống gì đâu. Giờ tại anh nhắc tôi mới nhớ. Rồi, là như nó đói bụng rồi đó. À, thường thường làm vậy đó. Mình mà đói mà không nhắc thì thôi, mà chứ nhắc cái đói bụng hả? Vậy bây giờ cô ngồi đây nha, để tôi mua bánh mì cho cô ăn ha. Ừ, cô ăn rồi á, cái tôi đi bán vé số. Cô ngồi đây chờ nha, chừng nào tôi bán hết á, cái tôi dẫn cô về. À, quên nữa, cô tên gì vậy? Dạ, em tên Bạch Lan.
Bạch Lan. Bạch Lan là loài hoa trắng. À, tên đẹp à nha. Còn tôi tên là Đỗ Phước. Tên tên Phước, vậy cho vô phước lắm cô ơi. À, thôi cô chờ tôi muốn mì nha. Dạ. Đỗ Phước, 24 tuổi. Vậy là lớn hơn mình 4 tuổi. Mà cũng bất hạnh như mình. Mình thì bị mù lòa, còn anh ta thì bị tàn tật. Trong xã hội đầy dẫy, lại có những kẻ bất hạnh gặp nhau mà có lòng tốt như vậy. Cô ơi, bánh mì thịt nè, ăn đi. Còn đây là bịch nước mía, ăn bánh mì hay khát nước lắm. À, bây giờ để tôi đi ca nhạc bán vé số, hết rồi tôi sẽ trở lại. Cô ngồi đây nghe chưa, đừng có đi tầm bậy rồi xe bắt chó nó bắt rồi nghe. Ê quên. Xin lỗi cô nghe. Ngồi đây nha, tôi đi chút rồi tôi trở lại nha cô. Tội nghiệp, sao cái anh này nó vui tánh quá hả. Vé số đây, vé số chiều sổ đây, chỉ có 10 đồng chiều trúng 1 triệu đây. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không duyên. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng không thành. Đời tôi cô đơn nên yêu ai cũng dở dang, yêu ai cũng lỡ làng, dù rằng tôi chẳng lối đi. Đời tôi cô đơn nên yêu em chẳng bao lâu. Ngày mai đây em lên xe qua hướng theo chồng. Đời tôi cô đơn nên tôi chẳng trách chi em. Tôi quen rồi những chuyện gian dở từ khi biết yêu. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Gian dở khi tình yêu tôi không xây trên bạc vàng. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Em khóc làm chi nữa, bằng lòng vì kẻ trắng tay. Tôi xin, xin chúc em ngày mai, hoa gấm ngọc ngà luôn dây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi duyên kiếp không hề phai, nên suốt đời tôi vẫn yêu cô đơn như tình nhân. Đời tôi cô đơn bao năm qua vẫn cô đơn. Dù ai đẹp đôi nhưng riêng tôi vẫn lạnh lùng. Trời cho tôi cô đơn bao nhiêu lần nữa đây. Tôi không hề trách đời hay giận đời mau đổi. Hay, hay quá, dạ hát hay quá ba. Đâu chú em đưa cho qua lựa vài tấm coi. Dạ, dạ xin mời. Ủa còn có bao nhiêu đó hả? Lấy hết luôn nha. Nè nè, đếm kỹ đi, 20 tấm nè. Dạ dạ. Mua hết cho chú về sớm đó nha. Dạ dạ, cảm ơn. Cảm ơn ông lắm. Bạch Lan ơi, Bạch Lan ơi, hôm nay hên quá em ơi. Hên quá, hết sớm ghê vậy đó. Vậy hả anh? Vậy mà nãy giờ em lo muốn chết hả? Em lo cái gì? Em sợ anh bán ế. Em ăn bánh mì nó không có ngon. Không phải đâu. Bữa nào hên thì hết sớm, còn không hên thì cũng hết, nhưng mà hết chậm chút thôi. Anh ơi, ngày mai anh có đi bán, anh dẫn em theo đi. Em bán phụ với anh, em cũng ca được lắm á. Hả? Em cũng ca được nữa hả? Dạ. Thôi, bây giờ hãy theo anh đưa em về cái villa của anh nha. Ê chết, anh gạt em rồi phải không? Anh gạt em vụ gì? Anh nói anh có cái chòi, sao bây giờ anh nói anh đưa em về cái villa nào? À, thì đó đó, cái chòi đó, anh gọi là cái villa, mình nói cho nó xôn vậy mà em. Cái anh đi này. Nè, em nắm cái vai áo anh nè. Thank you.
ơi trời ơi, làm cái gì vậy? Nè nè, muốn uống nước thì nói tôi múc cho uống, còn muốn tắm rửa gì thì nói tôi xách nước rồi tôi nấu nước nóng cho tắm. Đừng có đi như vậy rồi trợt chân té chết nghe chưa? Anh Đỗ Phước à, anh đã cực khổ rồi, anh còn rước em về thêm cái khổ cho anh nữa. Thì hai cái khổ đụng lại là quê. Nói chơi cho vui thôi, chứ em đừng có lo gì hết á. Tôi thì què quặt lưng gù, còn em thì đuôi mù tăm tối. Hai kẻ tật nguyền giúp đỡ nhau trong lúc này mới gọi là tình người chứ em. Bây giờ em ngồi trên giặt tre này nghỉ đi. Đó, ngồi đây đi nha. Để tôi nấu cơm rồi mình ăn. Hồi nào giờ có một mình, tôi đâu có nấu nướng gì đâu. Hãy ban xong là tôi ăn cơm chờ, ăn như vậy là tôi thấy cũng tiện. Vì hôm nay rước cuộc nợ về đây, cho nên anh phải lo đủ thứ. An tâm, như vậy mà tôi thấy vui trong lòng. Cái chòi này bay lô ô ấm, nay em về bỗng nhiên không khí thấy vui lên như ánh sáng trong lòng. Ý anh Phước à, bây giờ anh vợt cho em ca đi, rồi sáng mai em với anh cùng đi bán. Tôi thấy là em nên ở nhà đi, để tôi đi bán thôi. Đã mù lò như em còn lặn lội theo anh cực khổ lắm, không có em anh cũng bán có bao nhiêu đó thôi. Em đi theo làm chi cho mỏi giò mỏi cẳng em à. Có em theo thì anh lãnh vé số thêm. Anh đi đằng trước anh đờn ha, cái em đi ngoài sau em ca, bảo đảm là sẽ bán được nhiều hơn mà anh. Ha. Hay, hay. Nếu mà bán không hết thì mình trả lại cho nhà thầu. Ý kiến hay đó nha. Bây giờ em biết ca, mà em ca bản gì nè? Để em nhớ lại coi nha. Anh ơi, em thuộc lòng cái bản nhớ người yêu á. Hả? Bộ em có người yêu sao mà em nhớ vậy? Đâu có, tại em nghe người ta hát ở trong băng hoài, cho nên em nghe theo riết rồi em thuộc lòng á. Vậy hả? Làm anh hết hồn. Ủa, sao mà anh hết hồn? Bộ anh sợ em có người yêu lắm hả? Sợ chứ. Mà không phải, mà có sợ là sợ em có người yêu rồi kẹt cho tôi thôi. Sao kẹt vậy anh? Em nghĩ coi, hiện nay tôi bị si gà que hết bột giò, mà rủi em có người yêu á, cái người yêu của em thấy em đi với tôi á, cái nó ghen, nó đánh tôi gãy thêm một giò nữa, có mong tôi lết luôn nữa chứ. Anh vui tánh quá à. Em nhờ anh giúp đỡ về đây, em thề với anh là không bao giờ em có người yêu nào khác. Mà anh Phước nè, nói cho vui vậy thôi, chứ thân phận đuôi mù này á thì làm gì mà có chuyện đó. Nhiều khi cũng có chứ, tại người ta không dám nói ra chứ bộ. Bây giờ anh đờn em ca thử nha. Bây giờ anh đờn đi rồi anh tập cho em ca ha. Rồi, đợi lấy cây đờn nha. Rồi, bắt đầu em nghe thử cái tông này vừa không nha. Thử đi em, thử đi. Cái tông này kỳ quá vậy anh. Em ca thử em mới biết chứ bộ. Thôi anh đổi tông khác cho em luôn đi ha. Rồi. Được chưa? Được rồi đó anh, được rồi. Bắt đầu nha. Thức tròn đêm nay để nhớ thương anh, em nghe tình yêu thức dậy trong lòng, nhớ từng nụ cười anh mắt, nhớ lời ngọt ngào âu yếm tóc em thơm giấc ngủ dịu yên. Biết giờ này anh có nhớ em không? Sương rơi lạnh căm cánh vập em đêm. Đến từng một thời gian đến, bóng hình người mình yêu mến, ôi nhớ gì hơn nhớ người. Nguyện trọn đời yêu nhau, chớ đừng giận hờn nhau nhé. Anh ơi, đừng bao giờ nói
nghiệp em lắm, đã thương nhau chớ phụ tình nhau. Hay hay, em ca hay quá. Thôi đi, anh kiêu ngạo em phải không? Thiệt anh không ngờ đó nha. Anh nói thiệt mà, cái giọng ca của em giống hệt như là ca sĩ chuyên nghiệp vậy nha. Hay thiệt đó em. Anh này, anh lại kiêu ngạo em nữa à? Nè, anh ơi, bây giờ anh dẫn cho em đi biết suối, em biết chỗ nào là bếp nấu nướng đi anh. Đặng trong lúc anh đi lãnh vé số á, ở nhà em lo công việc hết cho. Không có được đâu, em lọ mọ rồi trợt chân té chết. Ở phía sau nhà là hố không đó. Không có sao đâu mà, em mù vậy chứ, anh dẫn em đi một lần thôi là em thuộc hết hà. À rồi rồi được rồi, để sáng mai rồi anh dẫn em đi ha. Bây giờ tối rồi, em ngủ đi cho khỏe nha. Nhưng mà em ngủ ở đâu? Em nằm trên giặt xe nè nè. Còn thì anh ngủ ở dưới đây được rồi. Đây nè, ưu tiên cho em nè, mền nè, đắp đi cho ấm để em thù lạnh đó nghe chưa. Ê anh Phước à. Ơi, cái mền đây hả anh? Cái mền anh mới mua đó. Sao mà nó lủng hai ba lỗ vậy? Ý trời đất ơi, sao nó còn có cái mùi gì nữa anh ơi? Hồi mua tới giờ đâu có giặt. Ủa, sao anh nói với em là anh mới mua? Cái mền nó mục rách như vậy mà anh nói mới mua, cầu một năm chưa giặt nữa à? Đâu có dữ vậy em, mới có 4 năm hả? Hẹt chi. Thôi được rồi, tảng sáng mai đó anh dẫn em đi xuống suối đi, rồi em giặt luôn cho. Sao cũng được, bây giờ em ngủ đi nha. Em ngủ đi, anh hát cho em ngủ nghe. Anh làm như em còn con nít vậy á. Không phải, tại anh đang vợ cái bản ca mới này, sẵn dịp cũng như là anh hát cho em ngủ vậy thôi. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngọn nến bừng lên trong đêm là lúc mình thương nhau thêm. Đừng có buồn chi nghe em, thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, hãy quên bao nỗi niềm ngủ yên. Ngủ đi em, ngủ đi em, ngủ đi em, dù tiếng người xa gian gian. Đừng đắm hồn trong miên man, đừng nghĩ tình yêu ly tan. Thôi ngủ nhé, thôi ngủ đi, xót thương chỉ những ngày dương gian. Anh Phước à. Ủa sao em chưa ngủ? Làm sao mà em ngủ được? Sao vậy em? Anh ca bản nhạc này làm như anh có tiên đoán một điều gì, làm cho em trăn trở, em ngủ không có được. Đâu có tiên đoán gì đâu, bản nhạc này người ta đặt như vậy nên anh ca theo thôi, chứ đâu có ẩn ý gì đâu. Anh Phước à, sương xuống lạnh, chắc là đêm đã khuya rồi. Anh không lạnh sao? Cái lạnh ngoài da đâu bằng cái lạnh trong lòng. Thôi, anh không ca nữa đâu. Em ngủ đi. Không, em không ngủ được đâu. Ngày và đêm đối với em không có ý nghĩa gì. Nhắm mắt hay mở mắt cũng chỉ thấy một màu đen bất tận. Tội nghiệp cho em quá, nhưng em đừng tuyệt vọng, vì biết đâu sau này sẽ có một bác sĩ nào đó trị cho em sáng mắt, rồi em và người ấy sẽ yêu nhau, em sẽ có hạnh phúc mà. Rồi lúc đó anh ở đâu? Thì anh vẫn ở chỗ của mình, tức là vẫn sống kiếp sống phong trần, không nhà, không cửa. Không, em không muốn có hạnh phúc,
nếu như em không có anh. Nhưng lúc đó em sẽ không nhận ra anh đâu. Bàn tay của em sẽ nhận ra anh mà, khi em nắm bàn tay của anh. Nhưng giữa sự cảm nhận bàn tay và ánh mắt, lúc đó rất là khác biệt. Có khi lúc nhìn thấy được rồi, em sẽ không dám nắm tay anh nữa đâu. Vì sao em biết không? Tại sao vậy anh? Vì anh xấu lắm. À mà thôi, khuya lắm rồi, em ngủ đi em. Anh à, nhưng mà anh chưa có nói hết tâm sự của anh cho em nghe. Em à, em phải nghe lời anh, ngủ đi. Ngủ đi mà, nghe lời anh đi em. Từ khi gặp gỡ rồi thôi thế, mắt nhìn bỡ ngỡ, môi chưa nụ cười. Thế rồi đôi ngã đôi nơi, mơ đề mà mơ thế thôi, nào ai biết ai hay chuyện đời. Tình yêu là thuốc làm tan vết thương, anh sẽ ru em giấc mộng bình thường. Đến từ nhịp thở tim em, chúng mình càng thương nhớ thêm, dìu nhau đến cuối trời tình nghĩa. Bạch Lan, em nói thế là có nghĩa gì? Có khi nào anh tưởng tượng rằng trong bóng đêm bất tận, em đã âm thầm nhóm lên một ngọn lửa tình yêu. Bạch Lan, Bạch Lan ơi, anh thương em với tình thương chân thành trong tâm tường. Nhưng tình thương ấy là tình thương của kẻ đồng chung chi hương. Sống kiếp cô đơn không nhà không cửa, không có niềm hy vọng thì làm sao thụ hưởng được chuyện ân tình. Anh rất thương em nhưng nghĩ lại hoàn cảnh của đôi mình, thì bất hạnh bị mù lòa đôi mắt, còn anh thì bị hình phạt mang hình dạng xấu xa. Mình là hai kẻ không mẹ không cha, nhưng tình cảm của chúng ta thật là cao quý. Những ảo vọng tình yêu nó xa muôn trùng vạn lý, muốn có hạnh phúc tương lai anh thấy quá thăm thẳm xa mờ. Vì em là kẻ đuôi mù. Cũng tại em, tại em không biết phận của em. Trời ơi, biết yêu là bắt đầu biết buồn, mà biết yêu là em đã ghi vô gỗ mà. Bạch Lan ơi, chắc em đã hiểu sai lời nói, chớ tâm trạng của anh là tâm trạng rất chân thành. Muốn nói tiếng yêu em nhưng miệng cuộn thốt được nên lời. Ôi qua công lại che lấp người em đôi mắt, làm sao em thấy tàn mặt thân thể con người anh. Đừng yêu anh vì anh là kẻ dị hình không xứng đáng. Thôi từ đây chữ yêu hai ta đừng nên dương vấn, hãy trở lại như ngày mình mới gặp. Chúng ta chỉ là đôi bạn đồng hành.